Tự giới thiệu về bản thân của mình không ạ? Tôi là Hoàng Kiền, cựu chiến binh. Dạ. Thiếu tướng nghỉ hưu năm nay được 6 năm rồi. Năm nay 71 tuổi. Dạ. Còn bà ạ, tôi là Ngô Thị Khiếu, là nhà giáo nghỉ hưu. Đến nay là được 11 năm rồi. Năm nay là tôi 67 tuổi. Ngày đầu tiên mà ông bà gặp nhau á, bây giờ ông bà còn nhớ không? Gặp lần đầu thì nhớ mãi cả đời. Lúc đó là ông đã đi chiến đấu chưa ạ? Tôi trước đây là thầy giáo cấp 2. Năm 1970, tháng 8, 70 thì vào bộ đội. Yeah. Vào chiến trường luôn. Trước khi bộ đội thì gia đình cũng đã, tôi là con trưởng, bố mẹ này cứ nói là cái vợ xong đi bộ đội. Thế bây giờ nó còn trẻ nên là mình cũng chưa muốn. Thế mà khi đi bộ đội về thì đơn vị cho một cái giấy giới thiệu về quê xây dựng gia đình. Cuối năm 75 đầu 76, cái nguyện vọng là cứ muốn tìm một người là cô giáo, và ngày xưa mình thầy giáo. Thế hết phép không tìm được thì nên mang giấy vào đơn vị trả. Thế rồi đến năm 1976 thì tôi đi thi. Lẽ ra về dạy học nhưng được quân đội là cho đi thi. Thi đỗ vào trường học Đại học Kỹ thuật Quân sự. Tết năm 76 thì về quê thì cũng đi thăm bạn bè rồi cũng tìm hiểu, thì tình cờ tức là gặp cô giáo Nguyễn Thị Khiếu Tết năm 1976. Nhưng mà lúc đó là cô đi đâu? Cô vô tình đi ngang chỗ đó rồi ông gặp cô hay sao ạ? Khi mà năm 75 tốt nghiệp đại học sư phạm thì mình về công tác ở gần nhà. Năm 77 thì là chiều mùng 3 Tết là nhà trường đã gặp mặt rồi. Yeah. Thế thì là anh cũng về Tết và qua bạn bè giới thiệu thì anh đi đến trường và gặp mình. Tức là ông bà là cũng do bạn bè. Anh là gặp mình thì anh lại có tìm hiểu qua bạn bè. Chứ mình thì hoàn toàn bất ngờ. Tức là hôm đó thì ngày mùng 3 Tết thế thì là mình chỉ qua một cái người đồng nghiệp mà lại bạn của anh ấy. Nói rằng là anh có khách và nhờ Khiếu tiếp hộ. Chị anh ấy thì lại ở bên cạnh trường, ở khu tập thể của mình. Thì tối hôm đó thì và chị lại mời mình sang nhà chơi. Thế thì mình sang và mình gặp anh ở đó. Tức là mình hoàn toàn bất ngờ. Bà có ấn tượng gì vậy ông không? Anh ấy đến với mình không phải là người đầu tiên, nhưng mà là người duy nhất và cho đến bây giờ vẫn là người mà mình thương yêu nhất. Bởi vì sao? Ngay từ cái buổi đầu tiên đó gặp anh ấy, anh đã để lại cho mình một cái niềm tin. Thế thì bao lâu thì ông mới dám ngỏ lời với bà? Thì gặp nhau cũng chỉ có một cái buổi tối thôi. Gặp nhau buổi tối nhưng nói chuyện với nhau đến 3 giờ sáng. Cũng có cảm tình, rồi nói chuyện tức là cũng tìm hiểu với nhau về công việc, gia đình, học hành, công tác. 5 giờ sáng là tôi đi lên trường luôn. Giữa mình với anh á, thì viết thư cho nhau nó cũng rất là mộc mạc và nó chân tình, thì chứ còn không có gọi là hoa lá cành. Bởi vì anh là bộ đội mà anh chỉ về trong ngày Tết, mà chỉ mình gặp nhau trong cái đêm ngày mùng 3 Tết thôi. Cho nên là không có thời gian giống như những cái bạn trẻ mà ở gần nhau thì tâm sự nhiều. Mà đây là gặp nhau thì anh chỉ nói rằng là thứ nhất là hoàn cảnh gia đình nhà anh ấy, đông anh em và bố mẹ đều nghèo, nông dân nghèo. Cái thứ hai là anh đang là học viên. Đấy, tức là anh nói rất chân thật về hoàn cảnh của anh ấy. Anh thích lấy cô giáo với lý do là anh xác định anh bộ đội, mà đã là bộ đội thì luôn luôn xa nhà. Lấy cô giáo thì tuy nghèo nhưng mà lại có điều kiện ở gần nhà, sẽ chăm sóc con cái để anh yên tâm trong công tác trong bộ đội. Thế thì con hỏi bà, có bao giờ mà ông nói những lời yêu thương với bà trong những lá thư đó không? Cũng có, thế nhưng mà nó cũng rất là chân phương thôi. Nhưng mà những lá thư của mình là giữ lại rất nhiều. Bà ơi, vậy bà có thể cho con coi được không? Được. Chờ bà xíu. Nhưng mà hồi đó ông thấy bà mắc cỡ không? Năm ấy tôi đã 26 tuổi rồi, cô là 22 tuổi, cũng lớn tuổi đấy, nhưng mà mình gặp nhau lần đầu. Yeah. Thì vẫn có cái bỡ ngỡ ban đầu. Mà cái lúc mà bà mắc cỡ chắc là đẹp lắm không hả? Nói chung là cảm tình. Yeah. Nhưng mà ông không tấn công, ông có sợ bị người khác cướp mất không? Ban đầu thì không, nhưng mà sau đó thì cũng có suy nghĩ. Tại vì bà đẹp mà, con thấy bà đẹp. Và sinh gái rồi là bà tốt nghiệp đại học. Suốt từ Tết đến hè tức là 6 tháng, 5-6 tháng thì mấy chục lá thư viết. Con bây giờ là rất nôn nóng để được xem những cái lá thư mà gọi là minh chứng cho tình yêu mà nó vượt không gian, vượt thời gian để coi là nó như thế nào. Bà ơi, bà xong chưa bà? Đây, những cái thư mà của hai ông bà gửi cho nhau. Chà, lúc đầu thì giữ nguyên cả phong bì nhưng mà sau nó nhiều quá thì bà không lấy phong bì nữa, bà bỏ. Rất là nhiều luôn mọi người. Cả một cái túi nặng như thế này mà bà vẫn còn giữ được tới ngày hôm nay là cả một cái kỳ tích đó chứ. Trời ơi, nhiều lắm. 1984, tức là cái này là bà cột lại theo từng năm á hả bà? 1987 nè. Cái này chắc phải trước tháng 4 chứ. Không, cái này bên này đây Hoàng Kiền 2H170 là cái gì? Là cái hòm thư của ông á hả? Đồng Nai nè, 1987 gửi Ngô Thị Khiếu, Bình Ri. Nhiều lắm. Đây, rất là nhiều luôn. Cái này là năm 86 nè, này là năm 83 nè.
Trời ơi, bà hay quá, bà có thể giữ lại được hết tất cả những cái này. Mà bà rất là cẩn thận, bà gói lại theo từng năm luôn. Ồ, ngày xưa chắc là ông tốn tiền mua giấy mực. Không, giấy là toàn tận dụng đấy. Anh tận dụng vào cái phong bì của anh, bì thư là anh là anh học để anh dùng cái giấy mà anh vẽ kỹ thuật lại. Cái này là năm 77 nè mọi người, lúc này là bắt đầu là mới gặp nhau thôi. Gửi cô giáo khiếu nữa chứ không dám là gửi em khiếu nữa. Nha mọi người nha, con sẽ đọc một cái 77 được không ông? 77. Rất là nhiều thư mới yêu nhau mà viết với nhau quá trời viết. Ông còn nhớ cái thư nào là đầu tiên không? Đây là cái đầu tiên. Đây là cái đầu tiên. Cái đầu tiên cho nên là bà để trên cùng luôn. Cái giấy ngày xưa nó mỏng vậy không? Ngày xưa giấy poly. Con xin phép ông bà con đọc cho khán giả nghe chứ bây giờ con nôn quá rồi. Vĩnh Phú, 23 tháng 2 năm 1977. Khiếu nhớ, anh đã trả phép sáng hôm qua. Sáng hôm qua, nửa đêm mới lên đến trường. Sáng hôm nay thì lên lớp ngay, người đi nhưng đầu óc vẫn còn để lại. Chưa học hành được gì cả. Trời ơi, ai nói là không có ngôn tình hả mọi người? Đây là ngôn tình đấy nè. Rất là mộc mạc nhưng mà chứa đầy rất là nhiều cái tình cảm ở trong đó. Và Lan tin chắc rằng khi mà bà ở hậu phương bà đọc được thì bà cũng rất là xúc động. Khi mà bà đọc được những cái dòng thư này thì cảm xúc bà như thế nào bà? Từ cái buổi gặp đầu tiên và những cái lá thư của anh viết mộc mạc như thế thì càng tạo cho mình cái niềm tin và yêu anh thôi. Dường như là con hình dung ra được cái khung cảnh lúc đó. Đây, bây giờ thì con sẽ cất vào lại. Thưa quý vị, chẳng những mà ông bà đã khéo léo giữ lại được tất cả những cái tờ thư mà của ông bà gửi cho nhau, mà ở đây là Lan thấy là ông bà còn cắt lại những cái tem dán ở trên những cái phong bì thư để mà ông bà lưu lại thành một cái bộ sưu tập như thế này. Đây là có những cái tem mà Lan thấy rất là xưa cũ rồi, như tem này nè, năm 77 nè, 12 xu hả bà? Rồi, 3 xu. Bưu điện Việt Nam nè, không biết là mọi người có thấy rõ không ạ? Và ở phía sau này là bà còn cẩn thận, cái nào mà bà nhớ là bà ghi lại cái tem đó là của cái lá thư nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, rất là rõ ràng ở đây. Này là con phải học hỏi bà về cái chuyện lưu giữ kỷ vật như thế này. Còn ở bên đây là Lan đang thấy bà có một cái cuốn album từ thời mà xưa. Đây là cái quyển album của cả gia đình nhà mình. Yeah. Thì cái bức ảnh này là mình tặng anh ấy khi mà yêu nhau đây. Và anh tặng mình cái bức ảnh này. Yeah. Và đây là ảnh đám cưới. Là lúc này là gửi thư là kèm hình luôn ạ? À? À, không, tức là khi gặp nhau ấy. Khi gặp nhau rồi nhau, đưa hình. Tặng ảnh nhau. Thế còn đây là ảnh đám cưới. Và đây là ảnh của gia đình nhà mình. Đấy, mấy đứa con nhà mình á. Năm 86 đi ra Hải Phòng thăm đơn vị của anh ạ. Đây là chụp ở trước cửa nhà mình đây. Gần 10 năm là hai vợ chồng xây dựng cái ngôi nhà này. Thế cho nên là Tết là anh thường là anh không lúc thì anh đi học thì không được về. Còn khi anh ra công tác thì anh thường là Tết anh xung phong ở lại trực. Để sau Tết anh được nghỉ 5 ngày anh về anh làm nhà. Còn nếu mà nghỉ Tết thì chỉ chơi thôi, không làm nhà được. Đấy, thì là cái nhà này làm gần 10 năm. Đấy, thì ảnh đây là bộ ảnh của cả gia đình nhà mình. Trong đây là có đồng đội của ông không? Có đây, đồng đội đây. Đây, đồng đội đây. Còn ảnh của mình khi đi thực tập sư phạm. Dạ. Đấy, ảnh gia đình đi chơi. Đây vẫn ảnh đám cưới. Còn đầu này là ảnh ông nội. Dạ. Cảm ơn ông bà. Chắc ông là người ngỏ lời cầu hôn bà hả? Tôi là cũng gia đình là cũng con trưởng. Rồi tuổi so với nông thôn là bây giờ là cũng đã 27 tuổi đấy. Dạ. Là lớn tuổi thì bố mẹ cũng muốn có cháu. Nên là cũng rục rã. Thật ra thì trong qua thư viết rồi đến hè thì hẹn nhau hè gặp nhau. Hè thì Khiếu là về quê. Thì cái hè nói chuyện xong rồi hết cái hè đó thì mới đặt vấn đề. Đã mớm mớm rất nhiều về cái chuyện kết hôn rồi. Chưa tới kết hôn. Chưa luôn. Rồi hè gặp nhau mà ông cũng không dám nói. Chưa, đấy, chưa nói về kết hôn. Vẫn là chỉ nói tức là tình yêu nhau thôi. Ông bà cho con hỏi là từ lúc yêu nhau tới lúc kết hôn á, ông bà có nắm tay nhau được lần nào không? Có chứ. Nắm tay nhau mình có hôn nhau được lần nào không? Hôn nhau thì chưa. Cậu thấy rất là nhiều ông bà là giữ cho tới mà
Thậm chí là đám cưới xong rồi động phòng, cái đêm động phòng cũng không dám nhìn mặt nhau luôn. Bản thân các bà thì rất là mắc cỡ vì những cái chuyện đó. Cưới nhau là đúng được ở nhà mới bên cạnh nhau một ngày rồi anh đi. Lần đầu tiên về nhà chồng, thì con gái về nhà chồng thì dù sao chăng nữa là cũng có một cái gì đó mà nó khác với nhà mình vợ đúng không? Lần đầu tiên mà lại ở với chồng thì dù sao nữa lúc nó là nó cũng vẫn còn xa lạ đúng không? Thế thì là cái câu chuyện làm dâu ở nhà của bà nó có suôn sẻ hay không? Khi về làm dâu ấy thì căn bản là cái thuận lợi cơ bản là mình là đi dạy học, thì cứ sáng mình đi, trưa về ăn cơm xong rồi chiều lại đi nữa, tức là cũng ít tiếp xúc với mọi người. Lúc đó là giáo viên là lương rất là thấp, ở cái dưới làng mình là ven biển, lúc đó người ta quan niệm là không cần phải học, nhất là con gái học là chả để làm cái gì cả. Người ta ra biển là người ta đã kiếm được tiền rồi, người ta lại càng không thích mình. Người ta nói rằng là giáo viên vừa nghèo vừa lười đấy, người ta quan niệm như thế. Bù lại là anh luôn luôn đánh viết thư về anh động viên. Gia đình nhà chồng thì bố mẹ là rất là hiền lành, nhất là ông bố, mặc dù ông không được học nhiều nhưng mà phải nói là tất cả những cái ứng xử của ông mà cho đến bây giờ mình thấy rằng là ông thực sự là người mà mình cần phải học tập ông nhiều về cái cách ứng xử. Còn mẹ chồng thì bà là một người phụ nữ là chịu khó làm lụng, mà khác hẳn với những người mẹ chồng khác. Là ví dụ như là những người mẹ chồng khác là ỷ ý xem con dâu như thế nọ thế kia, nhưng riêng mẹ chồng mình thì là ví dụ cái gì mà bà cảm thấy bà không hài lòng bà nói luôn. Thế thì bà cũng cảm thấy ấm áp như là một gia đình thứ hai của mình. Thế thì ông bà xa nhau nhiều như vậy thì bao lâu thì ông bà có được người con đầu tiên? Không được đi phép, Tết năm mấy không được đi phép. Đấy, tức là cưới xong thì Tết không được về. Đến năm 79 thì đại hội đảng của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Rất là may tôi lớp trưởng như chi bộ để được bầu vào đoàn đại biểu, thì được đi máy bay ra Vĩnh Phúc để đại hội. Được về qua nhà một ngày, thì về nhà con gái được hơn tháng. Tức là từ khi cưới nhau nhưng khi về thì con gái được hơn tháng. Đi một cái một là tới lúc bà đẻ luôn. Rồi ông vậy cái lúc mà ông hay tin là con mình chào đời rồi mà mình không có được ở bên cạnh thì ông như thế nào? Thì cũng hồi hộp rồi. Thật ra lần đầu tiên mà được làm bố thì cũng hồi hộp, nhưng nói xa cũng không có cách nào cả. Khi về thì mới con gái được một tháng rưỡi. Bà lúc sanh mà không có chồng bên cạnh mà buồn mà? Không, vì là xác định là chồng bộ đội rồi. Thế thì hai người con sau là như thế nào? Là hai người con sau hay là cũng vẫn không có ông luôn? Hai người con sau cũng thế. Con thứ hai cũng sinh được một tháng thì anh về. Và con thứ ba thì có anh về một tháng thì mình sinh, và sinh được hai tháng thì anh về. Tức là cả ba con là anh không có đứa nào ở nhà cả. Bà, con hỏi thiệt bà, đến bây giờ bà có trách ông cái chuyện mà mỗi lần mà bà sanh là không có ông ở bên cạnh không? À, không, riêng cái đó thì mình không trách, bởi vì là từ cái lúc mà gặp anh ấy và sau đó suốt trong quá trình giống như anh là xác định là anh ấy không về được. Tôi nói thêm thế này, tức là đến đứa thứ hai sinh năm tháng 6, tháng 8, tháng 1 thì từ Tết cho đến tháng 9 mới được về phép. Đấy. Thì tháng 8 là nó sinh ra, thì tháng 9 về phép thì về, tức là bây giờ đang đi học. Ra trường thì về thì đã có hai con, học viên, tức là thượng sĩ học viên hai con. Tôi về xong năm 81 thì 82 là tôi đi ra Bạch Long Vĩ luôn. Mùng 1 Tết năm 82 là Trung Quốc bao vây Bạch Long Vĩ. Là tôi trong cái đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân bay máy bay trực thăng ra trực chiến Bạch Long Vĩ. Thì suốt mấy năm, 3 năm Bạch Long Vĩ, đến khi 84 thì được vào bờ. Bờ thì thằng con thứ ba đã được hơn 2 tháng, 2-3 tháng. Đấy, tức là ba đứa con này đều đi vắng cả, đều là đi học, đi công tác. Thế ông có thấy là ông càng ngày càng thương người phụ nữ này không? Người ta kêu là đi biển, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình, là đúng là bà là chỉ có mồ côi một mình thôi. Nên giờ con hỏi thiệt là mỗi lần mà ông về vậy rồi ông ăn ngủ bàn sao? Thì cũng phải về mặt tình cảm rồi giúp vợ rồi chăm sóc con, rồi cũng phải lo cái việc mà làm thế nào đó để lầm lũi mà làm thôi, chứ cũng không nói những lời yêu thương với bà. Con thấy ông bà ngày xưa yêu nhau rất là mộc mạc, 43 năm rồi. Thế thì có cái điều gì ở ông mà khiến cho bà cảm thấy là bà còn chưa có hài lòng không? Nói chung là trong 43 năm là hai vợ chồng chung sống với nhau, thì cái cơ bản nhất tức là cả hai người cùng chung một lý tưởng. Dạ. Kể cả làm những cái công trình lớn của gia đình như là làm nhà, làm cửa, từ mua viên gạch hai vợ chồng cũng bàn bạc. Cái thứ hai nữa là làm cái bảo tàng. Mình sinh ở quê, những hiện vật nó mất dần đi thì mình sưu tầm để làm kỷ niệm. Và khi mình sưu tầm thì mình càng sưu tầm càng say. Và hai vợ chồng đã thống nhất là làm cái bảo tàng đó. Và anh ấy là người mà thiết kế để xây dựng bảo tàng. Cho đến bây giờ thì trong 43 năm vừa rồi ấy, là kể cả lúc đang công tác và lúc nghỉ hưu, lúc nào mà có thể tạo điều kiện được thì khi anh đi công tác anh thường đưa mình đi theo.
Nên mình vẫn nói đùa với mọi người rằng là cho đến bây giờ đấy là anh Kiền vẫn luôn luôn mang theo cái nắm cơm nguội đi theo. Đấy, thực sự là như thế. Không thể tất cả đều hòa hợp hết. Cũng có mỗi một người có một cái cá tính riêng. Khi anh làm chung đoàn trưởng, mình là người đầu tiên mà thiết kế cho anh cái bộ com lê, rồi là cái bộ quần áo dân sự để anh mặc trong ngày Tết vân vân. Đến bây giờ về thì vì do là có lẽ là do anh tốt quá, có nhiều mối quan hệ. Vì vậy cho nên là cái hội nào người ta cũng mời anh tham gia. Đấy, mà cái hội nào mời tham gia thì mình cũng chấp nhận, nhưng mà mình nói rằng là phải xác định cái hội nào là hội chính, còn cái hội nào mình chỉ là thành viên thôi. Nhưng mà hội nào người ta cũng muốn anh làm hội trưởng. Thì những cái đó là dẫn tới là vợ chồng có những cái mâu thuẫn. Cái thứ hai nữa là khi mà anh nghỉ hưu thì anh viết các cái bài viết được nhiều người ủng hộ. Nhiều người ủng hộ thì anh lại càng say sưa anh viết. Anh say sưa quá, anh tập trung vào cái việc đó thì dành cho gia đình và dành cho vợ nó sẽ giảm đi, ít đi. Cái thứ hai nữa là đến cái tuổi này rồi, công nghệ thông tin thì nó mang lại cho mình nhiều tiện lợi, nhưng nó cũng làm cho mình ảnh hưởng tới sức khỏe. Từ khi nghỉ hưu đến giờ thì cơ bản anh khỏe, nhưng mà cũng có rất nhiều những cái lần anh bị ốm. Đấy, thì mỗi một lần như thế thì mình khuyên anh ấy, nhưng mà anh không bỏ được, anh cứ say sưa. Thì đấy cái mâu thuẫn lớn nhất của hai vợ chồng. Thế thì mỗi lần mà ông làm cho bà giận rồi bà làm sao? Thì giận thì cũng có lúc tranh cãi, có lúc thì im lặng. Bỏ bớt những cái việc ở bên ngoài, giảm lại chút xíu để mà ông nhìn bà nhiều hơn, ông nắm tay bà nhiều hơn, ông ôm bà nhiều hơn. Tại vì cả một cái thanh xuân của bà, từ khi bà lấy chồng tới bà sanh con, ông thấy không, ba đứa con chào đời không có đứa nào mà có mặt ông bên cạnh hết. Ông thấy thì sao? Không, đúng thế. Tức là khi cưới nhau thì đi xa, nhưng khi có điều kiện ấy, nhất là khi tôi, từ khi tôi về Bộ Tư lệnh Công binh, tất cả các lần đi công tác xa đều đưa là bà đi, kể cả đi công tác đi đường biên giới, và đi toàn bộ đường biên giới, rồi đi các tỉnh, kể cả bà về tôi đưa về, kể cả khi đang công tác khi nghỉ hưu, đã đưa bà đi các nước, hay đi đi sang Nga, Singapore để đi rồi. Thế còn vừa qua nếu không có dịch thì sẽ đi một số nước nữa. Còn ở Việt Nam này mấy chục tỉnh thành là đi hết, đưa bà đi hết. Dạ. Thì đấy cũng là cái là sự bù đắp. Bù đắp. Dạ. Ừ. Thôi con cũng lại thấy là ông nói có lý. Thôi con hy vọng rằng là ông cứ ở bên cạnh bà như vậy đó. Bao lâu rồi ông không viết thư cho bà? Có điện thoại rồi, nhưng không, là không viết thư nữa. Khi mà lấy nhau thì anh toàn đi học, lúc đó là anh là học viên nên là lương rất là thấp, anh không có, chỉ có gọi là phụ cấp thôi. Nhưng mà bù lại là khi mà cưới nhau thì anh mang mấy khung xe đạp từ chiến trường về anh lắp cho mình. Năm sau khi mà vào thành phố Hồ Chí Minh học thì anh mua một cái khung xe nữ thay cho mình để đi cho thuận tiện. Đám cưới của mình thì không có nhẫn cưới, không có gì cả vàng bạc gì cả, nó rất là đơn giản. Nhưng mà anh mua cho mình cho đến bây giờ là 5 cái đồng hồ tất cả. Đấy, và mình bây giờ có để trong cái hộp chỗ nào đấy. Vì là giáo viên thì hai cái quan trọng cần nhất đó là cái xe đạp để đi lại, thì anh đã đáp cho mình hai cái. Tính ra là ông là người rất là tinh tế, ông rất là để ý. Còn dạy bà đi xe máy nữa, ngã tí chết. Sao bà, ông kể cái câu chuyện đó đi ông. Ra tôi ra đây công tác thì xin cho nhà tôi ra đây thì rất là khó khăn. Phải nhờ rất nhiều người mới xin được cách một cái trường, cách nhà đây là phải gần 20 cây số à. Ở dưới Thanh Trì. Dưới Thanh Trì xa lắm. Đấy, đi đạp xe đạp thì không đi được. Phải mua cái xe máy. Mua xe máy tức là tôi lại bận công tác, xong bữa bận công tác tối lại dậy bà tập xe. Đạp xe từ đây, xe máy từ đây xuống Thanh Trì ngã ra đường vật một cái này, tít chết cả hai người. Trời ơi. Cái xe máy bây giờ đưa về bảo tàng đồng quê làm kỷ niệm. Lúc đó là tai nạn nó có làm cho bà bị ảnh hưởng gì? Ngã thôi. Ngã thôi. Lúc đó thì ở Hà Nội là nó còn ít người, nên là đường nó còn vắng. Thì cứ buổi tối là nó vắng vẻ thì bắt đầu là ăn cơm xong là đi tập xe đi. Đi từ đây hướng trường cho lại quay về. Bà ơi, thế thì lâu quá rồi ông không viết thư cho bà có thèm được đọc thư không? Bây giờ chủ yếu lên điện thoại rồi. Chứ ông bây giờ ông viết nhiều, ông viết xấu hơn gì sao? Ông viết lâu. Bây giờ viết máy. Trên tay con là đang cầm một cái lá thư của ông viết cho bà. Hồi nào giờ ông gửi thư cho bà là người đọc trước. Nhưng mà hôm nay cái chương trình này thì con phải là người đọc trước, bởi vì con sẽ đọc cho khán giả nghe nữa. Bà cho phép con nha. Bỏ vào trong cái bộ sưu tập thư của ông gửi cho bà, sẽ được để vào năm 2021. Gửi em Ngô Thị Khiếu. Năm 2019 mình đưa đàn cháu nội ngoại về quê, về bảo tàng đồng quê 2 tuần, thật vui và hạnh phúc. Năm 2020 thì do dịch bệnh Covid nên không đi được, cả ông bà, các cháu và các con đều tiếc. Năm nay có ngôi nhà gỗ họ tặng bảo tàng đồng quê, đã cố gắng dựng lại, ai cũng mừng. Thế là chúng mình quyết định đưa các cháu về quê thăm, ở trong ngôi nhà mới với những kỷ niệm thật đậm đà sâu sắc. Thế rồi xảy ra chuyện cãi nhau,
chỉ vì cái ấm pha trà. Chuyện nhỏ chẳng đâu vào đâu, anh và em, hai ông bà cãi nhau trước mặt các cháu. Một lát sau thì chích bông là cháu nội, chích bông điện thoại cho mẹ: mẹ ơi, ông bà nội cãi nhau. Tiếp đến là Thỏ, Thỏ là cũng cháu nội luôn: mẹ ơi, ông bà nội cãi nhau. Nghe lũ trẻ lo sợ điện cho mẹ, anh cũng thấy mình sai, buồn quá. Tuổi cao, bất hòa, đêm chả ngủ được. Nghĩ lại từ ngày gặp nhau đến nay, biết bao kỷ niệm thật đẹp, vui và hạnh phúc. Sang năm 2023, kỷ niệm 45 năm ngày cưới, anh sẽ không quên như kỷ niệm 40 năm. Một chút nữa con sẽ hỏi tội cái vụ này. Mãi mãi cùng em xây dựng hạnh phúc trăm năm, anh Hoàng Kỳ. Bây giờ thì cảm xúc bà như thế nào? Mình đang là xây dựng đến bây giờ là 43 năm. Dù thế nào chăng nữa, mình đã khi mà đã xây dựng hạnh phúc với nhau, xác định là sẽ ở với nhau trăm năm hạnh phúc. Rồi bây giờ mình phải hỏi về cái chuyện mà quên cái kỷ niệm 40 năm ngày cưới nè. Sao mà quên vậy ông? Thì hai vợ chồng bạn này, tức là thôi thì mình nghĩ là ngày xưa mà cũng chẳng ai người ta nghĩ đến sinh nhật. Ngày xưa mình có ăn một sinh nhật, nhưng bây giờ ngày sinh nhật là các con nó tổ chức chứ ông bà không tổ chức. Nhưng các con nó nhớ đến tổ chức cho bà, cho ông. Thì tự con dâu, hai con dâu này, lúc con gái nó con dâu thì tổ chức. Cũng xa nhau rất là lâu rồi, cũng vất vả. Thì hứa nhau tức là 40 năm ngày cưới thì sẽ tổ chức cái gặp mặt. Kế hoạch có rồi. Thế rồi thật thì này, tôi tham gia cái hội Trường Sơn, phó chủ tịch hội. Rồi các bác ấy phân công cho anh phụ trách kinh tế. Và cái năm đó là năm ấy là năm kỷ niệm 60 năm Trường Sơn. Thế nên rất là vất vả, đi khắp nơi, tức là để mình như là vận động, nên rồi là đi xin tiền rồi đi họp hành các thứ. Say quá quên mất. Tức là nhớ đến thì nó qua rồi. Thôi bà giận ông là đúng rồi, bà ông. Bù lại tức là phải đưa bà đi du lịch mấy chuyến. Bà lúc đó bà giận lâu không bà? Không, cái đấy thì giận không. Chủ yếu là phản đối cái anh ấy nhiều hội quá thì mới giận nhiều. Bản thân tôi ngày sinh tôi có nhớ đâu. Không bao giờ nhớ đến ngày sinh nhật. Khi về thì con nó bảo ngày sinh nhật bố thì bố nhớ ra, chứ cũng chẳng bao giờ làm sinh nhật được cả. 60 tuổi mới được sinh nhật lần đầu tiên. Các cháu nó tổ chức cho, các con tổ chức chứ bố không nhớ. Thế nên hàng năm cũng không nhớ. Cứ đi các con, các cháu nó bảo mai sinh nhật ông, cháu nói thì mới nhớ. Cho nên ngày kỷ niệm, ngày cưới thì là cũng nhớ đến. Thế nhưng mà nó say sưa quá, nó quên đi. Hay mà làm nơi trốn thì thành ra nó quên việc nhà. Thôi thì bây giờ ông đã hứa rồi, kỷ niệm ngày cưới 45 năm là chắc chắn ông sẽ nhớ. Nhưng mà con nghĩ nếu như hôm đó mà ông có quên, thôi bà cũng nhắc. Bà không nhắc, bà tự ái bà không nhắc. Nhắc nhẹ đi bà ơi, mình không nhắc mình mất quà, mình ồn mình đổ. Con rất là cảm ơn ông bà đã nhận lời tham gia chương trình Tình Trăm Năm. Con rất là vui khi mà ông bà chia sẻ cái câu chuyện tình của ông bà cho con cũng là cho khán giả được nghe. Ở đó tụi con học được rất là nhiều cái kinh nghiệm về cuộc sống nè, về làm người nè, về làm vợ nè, về làm chồng nè. Và con cũng có một món quà xin được đại diện cho chương trình tặng cho ông bà. Con xin được thay mặt cho chương trình Tình Trăm Năm xin được gửi cho ông bà một bó hoa. Đây. Cảm ơn chương trình. Chương trình nhá.